gặp đối thủ hạng năm, nhưng huấn luyện viên Didier Thorlot vẫn sử dụng đội hình gần như mạnh nhất với hệ thống 5-3-2, Quang Hải dự bị và chỉ vào sân thay Cesc Zidane Maeda ở phút 76 khi Bon dẫn 2-0. 7 phút trước mãn cuộc, Bon hưởng đá phạt hàng rào khi cầu thủ đá phạt chính Henry Saivet vừa rời sân. Quang Hải được xuất phạt và bóng từ cú đá của anh trúng vào cầu thủ chủ nhà đổi hướng, nhưng hậu vệ trái Diga Adjei xuất hiện kịp thời để đệm vào lưới ấn định thắng lợi 3-0 cho Bon. Bon nhập cuộc không tốt khi hai lần để bóng trúng cột, nhưng họ nhanh chóng lấy lại thế trận để mở tỷ số phút 24. Từ quả tạt của Adjei bên trái, Saivet chạy cắt mặt đánh đầu lái bóng về góc xa ghi bàn. Đây là bàn thứ 5 của cựu tiền vệ Newcastle trong 13 trận cho Bon mùa này. 4 phút sau, đến lượt hậu vệ phải Erwin Cuffy kiến tạo cho trung phong Myron Jorg ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chiến thắng này giúp Bon vào vòng 8 cấp quốc gia Pháp và sẽ gặp Ajax hoặc Colomiers. Hai đối thủ này cũng chơi ở hạng 5 và gặp nhau ngày Chủ nhật 30 tháng 10. Nếu chiến thắng, Bon sẽ vào vòng 64 đội và có thể đụng các đối thủ đến từ League 1, chẳng hạn PSG. Bon từng gặp PSG ở vòng 1/8 cấp quốc gia tháng 1 năm 2020, nhưng thua 0-2. Cấp quốc gia Pháp 2022-2023 là mùa thứ 106 của giải. PSG đang giữ kỷ lục 14 lần đoạt cấp. Bon bắt đầu chơi từ vòng 7, gặp Aigle Mortis. Ở vòng 8, họ sẽ thi đấu ngày 20 tháng 11. Tại League 2, Bon đang đứng thứ 11 với 17 điểm qua 13 trận. Quang Hải đã chơi 10 trận tại giải này, dù chỉ 2 lần đá chính. Anh chưa kiến tạo, nhưng đã ghi một bàn giúp Bon hòa Rodez 2-2 hôm 8 tháng 10.